lờ khắc vào tim thì để chết à, lại còn lòng khắc vào tim nữa. Gió ơi nói tôi đúng hay là em sai? Khác nhau à? Lần đầu tiên nắm tay anh không tin ngón tay. Cái lòng gì vậy? Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút sẽ yêu đôi không mà. Thế đéo nào mày chê bố yếu sinh lý à? Và tôi muốn vươn lên bằng chính hai đôi tay. Ok anh đó có bốn tay nha các bác. Viva, viva, sau này em lớn, em lại sẽ đơn cô. Từ nhỏ cô đã dạy làm phi công rồi. Bông 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 bàng bàng lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Bông ăn xem thế. Đi thật xa để trở về. Thế thôi ở nhà cho khỏe. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nhịp 4 hỏi khôn VCL. Em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là khóc hay vui là cười? Thế thằng nào buồn là khóc hay vui là cười thì cũng là gái à? Anh không biết bao nhiêu sao trên trời. Đéo ai biết đâu. Cả một sông bong chóc thu về lại vừa bằng một cô gái. Cô ý ỉa ra đồ ăn và nước uống à? Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi. Ơ thế vỡ mồm rồi à? Tại sao em chỉ tay trần một lý do? Tại mày ngắm. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Nhưng pháp luật đéo cho phép nhé. Gần mưa ngang qua mà làm đi xa. Con đó bị sét đánh chết cờ mờ nờ rờ.